Anh em hôm nay đâu hết rồi nhỉ? Ôi, Bim Bim ăn vắt hết ở kia không thấy anh em đâu. Ui, ui, đúng đúng anh em kìa. Ôi, ai đây? Ui, ai đây? Ui, anh em làm gì? Tấn công em. Tấn công á? Em cầm kiếm ra nó đánh nó bẻ gãy cái kiếm á. Gãy kiếm luôn. Đó, Minh Vương với cả Spiderman đang rình rập gọi là xem có ghi có vào. Anh em lấy mặt nạ anh em dọa nó. Dọa nó đánh nó xóa mẹ luôn. Mặt nạ nó sợ sao được? Sợ luôn. Ui, thôi thôi Spiderman đừng bắn nữa. Nhưng mà Spiderman vừa thấy trên cây làm gì ấy? Để chỉnh cái. Rình á? Thế liệu nó có vào nãy không? Không biết nữa. Bây giờ Lam có cái gì mới để anh em mình bẫy Win. Bẫy hả? Nhưng mà nó vào lúc nó vừa vào xong. Ừ, Tết nó cũng vào. Ừ. Trước bạn còn nhớ cái súng Tết nữa anh Hùng không? Tết nữa. Ừ. Anh Hùng ấy cất đi. Nhưng tớ lúc nãy tớ nhìn thấy cái súng đấy anh để trong cầm giường. Súng vẫn còn cơ. Ừ, vẫn còn. Ừ. Thế anh em lấy ra. Lấy ra bẫy nó. Súng này rất mạnh lắm. Ừ, thế bạn lấy ra anh em bẫy luôn. Ừ. Ok ghê. Nhưng mà Spiderman liệu nó sắp vào chưa? Để tớ đi lấy. Nó sắp vào lấy đã. Ừ, thế để anh lấy nhá. Đấy, ok anh em ạ, cái súng đấy rất là mạnh cho nên là anh Hùng anh cất rất là kỹ các bạn. Bây giờ mình sẽ vào mình gọi là mình lấy cái súng ra nhé để gọi là chuẩn bị bẫy Hùng gì các bạn ạ. Đấy, ok anh em ạ. Hôm trước là mình thấy anh Hùng anh cất trong tủ lạnh các bạn ạ. Đấy, ôi vũ khí cất trong tủ lạnh anh em ạ. Đây là trà sữa. Ui, sao còn tên lửa bạn ấy đút trong tủ lạnh? Anh Hùng anh đút chứ tớ có biết đâu, anh giấu đây này. Đâu có gì không? Tên lửa anh đút trong tủ lạnh à? Đá đóng băng hết rồi này. Ui, sao lại có xúc xích gì bà ấy? Thôi mang ra. Anh Hùng này. Ui. Anh Hùng dày dạo này giấu kỹ cái nhìn giấu cả trong tủ lạnh. Tại anh em chơi toàn phá. Thôi bây giờ anh em ra thôi. Anh em ra để anh Hùng bẫy nó. Em test thử cho nó. Ok nhá. Bẫy đi. Ôi quên đi. À, cái súng này rất là mạnh. Hay mình vào thằng Spiderman chưa biết rồi không? Mình thử bắn nó xem thử. Bảo súng này nhẹ thôi. Để anh test luôn súng xem có dùng được không? Ừ. Thử đi. Spiderman này. Spiderman. Spiderman súng này để bắn thử. Để bắn thử súng này bắn nhẹ lắm. Bắn thử có bắn thử không? Ui giời. Ui. Mình vừa nói gì đây? Sao đây? Ôi, đừng. Không sao. Chống này mạnh. Ui rồi. Lâm, ngồi thử dẫm đây mà. Thử dẫm xem vừa cao nhá. Ừ. Thử mình dẫm xem vừa cao nhá. Bay. Còn viên cuối là con thở. Hình như nó rơi xuống đây nhỉ? Ừ. Lên mái á. Chán thế nhỉ? Ôi giời, bắn thế. Để tớ. À, sao bay lên đấy đi. Bắn đơ lên đấy. Ui, không lấy à? Nói thế để anh trèo lên đấy nhá. Anh em đứng đây nhá. Trèo ngã đi. Không ngã. Có hai viên phải bắn được nó, một viên bắn được. Được rồi. Đấy, ok nha nhá, mình đã chạy đến nóc nhà các bạn. Đấy, kia bọn trẻ trâu ở dưới kia các bạn. Đấy, trẻ trâu kia này. Đấy, kia. Đây mình bắn sơn lên đây, bây giờ mình phải xuống gọi là chỗ đấy bẫy Hungry các bạn. Chứ không trên đây là toang ấy, phải có hai viên đạn nhá, một viên là đến Hungry nó đến là mình không kịp trở tay các bạn. Ôi. Ok chưa? Ê, Đinh nám gì đấy? Con Đinh nháo này. Ôi. Ơi, có hai viên gì đấy đây? Ôi, chiếc dép cá mập này, xịn đấy nhỉ? Thôi, đừng đáp nữa. Thôi, bây giờ tớ đi xuống bẫy Hung Ghi đi. Xuống đi. Ôi, cô Ninh sao bẫy mày sao kìa? Chúng đâu chúng? Ui. Dậy đi. Leo. Tỉnh chưa? À,
bây giờ anh có một trò chơi nhá. Bây giờ anh em đã bắn xa nãy rồi, bây giờ chơi bắn gần đi. Ừ đấy. Ai bắn gần nhất thì ai bắn xa nhất thì sẽ bị búng tay. Ok chưa? Ok chưa? Cô Linh chơi không? Ai bắn xa nhất sẽ bị búng tay. Okay. Đây chơi bắn gần. Bắn tầm thấp à? Bắn tầm thấp. Đấy, tớ bắn chưa? Đấy. Bắn chưa? Ok, bây giờ cô Linh bắn chưa xem bắn xa không? Ôi. Đấy. Cô Linh bắn tới đây. Đi bắn xa, bắn thấp. Bắn thấp. Đấy. Đây đến rồi. Đây đến rồi sau 20 nữa nào. Cú vương. Đây đến cú vương. Ok đến cú vương. Ôi. Ôi cú vương nó đang bị búng tay rồi. Ôi cú Linh búng tay luôn đi. Búng tay em à. Nhẹ thôi. Bây giờ nhá. Chơi nữa, bây giờ đố bọn Minh Vương bắn xịt hai con kia xuống, đổ hai con kia. Được luôn. Ai Minh xem thử Minh Vương ạ, chỉnh mình đụ Minh Vương bắn xem có đổ là con gái ấy, con bắn là phải đây cái này. Đấy. Sợ lắm đến cái này. Minh Vương bắn xem nào. Là phao. Năm bạn bắn ơi. Bắn ơi. Là phao. Hai phao. Bắn. Ôi, vỡ cả tường không chúng. Còn em còn viên nữa mà. Viên nữa kìa. Bắn. Ôi, không chúng. Thôi mà nó không đổ. Bắn rất là gà. Đây, để anh bắn cho xem này. Ôi, nhìn anh bắn cho xem. Nào. Chưa đi. Đâu? Spiderman này. Bắn này. Ôi, Spiderman này còn căn nữa. Ngắm. Xịt rồi, nhìn ra thấy xịt rồi. Đấy, nhìn ra thấy xịt rồi. Cho quả nữa bắn. Bắn này xịt tiếp này. Xịt luôn. Bắn này xịt này. Xịt này, xịt này. Đó. Rồi, bắn này mày ra điểm. Bắn này nào. Bắn đi Spiderman này. Ui giời. Xịt. Chú anh Nam bắn là cấp rồi. Ui giời, nãy giờ anh em mình lên thiên. Cú ghi nó nhìn sắp bảo ấy. Thế Cú Linh đâu rồi? Anh không biết. Ui lại trốn rồi, bố Cú Linh chuyên trốn. Ừ được, bẫy nó bằng mấy con gà đi. Thôi em lấp đi. Cho Spiderman cầm pháo đi. Spiderman mới bắn đi, anh bắn cho. Được. Spiderman cầm súng đi. Ờ rồi. Đi. Để anh đội đấy mà. Anh đội đấy mà. Đội vào tí nào, Huggy nó sẽ không biết được anh. Ừ được. Ôi, Spiderman, nó sắp vào rồi. Nó sắp vào ấy. Nó vào anh em. Đúng rồi. Nó vào. Còn có cái phòng dưới. Cái phòng dưới may với em khóa rồi. Nó vào. Thì em bảo lên kế hoạch tác chiến thì anh em hãy tấn công nhé. Nó đi. Anh em ơi, bắn một quả pháo giáp trước đi. Cho viên nữa, cho trận đây. Ui, chúng nào rồi. Pha này yếu quá, lực yếu quá. Anh bắn cho nó ngã luôn đi. Húc ghi. Đánh con đi anh ơi. Bắn đi Vương, dần. Anh ngắm rồi, bắn đi. Ui.
sao bay sao đây? Anh trai xem nó chạy đâu rồi. Ui. 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 Thằng nó trèo nhanh thế nhỉ? Ui, đã trèo ra qua rồi. Ui. Sao bay sao đây? Vâng vâng, cho sao bay bên vào đi. Bất tỉnh rồi, em bật thằng cũng lên. Sao bay dậy đi. Ui.